Xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã xem được kênh của Úc Hy TV. Thì mọi người chắc có thể cũng quan tâm mình, nhiều người cũng có Zalo thì hỏi mình là năm nay bán hoa có được hết hay không. Thì hôm nay là ngày mùng 5 Tết. Thì mình mới ra video tại vì trước Tết thì nói chung là bận biểu hoa đồ, cho nên là lên chợ hoa bán mình không có thời gian, mình chỉ có quay những cái đoạn dán tắt rồi mình đúc kết lại một cái video để mình ra mình đưa lên cho các cô chú, các anh chị và các bạn xem. Những người quan tâm xem kênh của mình là mình bán hoa có hết hay không, thì đây là hoa của mình này, B2, B3 và 06. Thì nói chung là dẫn nữa kịp tết hết, sống đời kép, sống đời truyền thống thì nói chung là đều kịp hết mọi người. Thì túc thì cũng nở hết, không sao hết. Thì mình hiện tại đây là cái video đây mình đang quay cho mọi người xem là ngày 27 Tết là bán không được một chậu luôn mọi người, lên 5 ngày mà không bán ra một chậu nào hết luôn. Mình lên từ 22 cho tới thời điểm này là bán không bán được một chậu, kể cả lớn nhỏ luôn, nói chung là đều ngồi trên cái đống lửa hết nha mọi người. Thì mình quay đây là xong cái vụ hoa rồi, bây giờ là bước sang là năm mới, là mùng năm rồi. Thì mình cũng chúc luôn thể trong video này, mình xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới là an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và may mắn trong mọi lĩnh vực nha mọi người. Thì bây giờ hoa mình đây, mình quay sơ qua thì mình cũng nói với mọi người là hoa năm nay là lên chợ hoa mình là gấp đôi năm ngoái. Năm ngoái thì chỉ có 30 mấy 40 lô thôi, năm nay là tới 70 lô. Nên là lượng hoa rất nhiều mà người bán thì nhiều mà người mua lại không có. Nên mình quay những cái đoạn video là đúc kết lại là sau vụ hoa này thì mình cũng cho mọi người xem. Thì sống đời đỏ này, rồi cúc mini của mình, rồi cái số cúc mà ở xa xa kia để mình kéo màn hình lại cho mọi người xem là mình cắt cơi nó ra 200 chậu kia, mình ra cũng được 5-60 chậu đây, thì mình bán cũng được 30 chậu, khoảng 30 chậu đó là gì sale nha mọi người. Nhưng hiện tại trên màn hình mình là vẫn đứng im vậy, chưa bán được đâu, là mình nói gì sale luôn á, là cuối giờ luôn, tức là ngày 30 luôn á. Thì cái số lượng hoa mini này thì mình bán nó còn lại là 2%, còn cái cúc kia thì nó cũng còn được lại 20 mấy chậu là mình trở về luôn. Nói chung là trước khi lên chợ hoa thì mình bán ở nhà này, rồi mình bỏ sỉ mini một ít nữa ở Vạn Thọ rồi đó, thì mình đã thu hồi nửa vốn, nửa cái vốn ban đầu, mức đầu đầu tư của mình. Thì lên trên đây thì nói chung là cũng lo lắng lắm chứ. Và mình tới thời điểm này thì vẫn chưa bán được cái chậu nào, cho nên là những người đi lấy hoa về bán, gọi là thương lái đi ha, thì cũng chưa bán được một chậu nào luôn. Mình thỉnh thoảng chỉ có một hai chậu thôi nha mọi người, chứ chưa, nó là ngày 28 là chưa, ngày 27 là chưa ra một chậu nữa, kể cả cúc luôn, cho nên là rất là lo lắng. Cái tình hình này là tình hình chung luôn cả nước, chứ không riêng gì ở địa phương mình hoặc là chợ hoa mình hiện tại mình đang bán. Mà những người bán hoa đi trước bán mình mười mấy năm rồi, họ nói là chưa có bao giờ giống như cái năm nay. Mà mình đi là năm nay là từ khi mình trồng tới nay là đã 5 năm. Và mình đi trước đó thì mình đi 2 năm là đã 7 năm rồi. Mà cũng chưa gặp tình trạng này đâu. Thì 28, 29, 30 thì là nhanh hết hoa lắm, mà số lượng hoa thì năm nay mình nghĩ là chắc chắn là bán không hết. Mình cũng rất là sợ. Nhưng mà mình lại may mắn hơn là hoa của mình nó nở hơn của họ, nên mình là bán, nói chung là cúc lớn là mình bán hết luôn mọi người. Chỉ còn lại một chậu duy nhất là trả thấp quá, cho nên tiện xe là mình bóc về luôn. Thì mình cũng cập nhật từng ngày là tới cái video, cái đoạn video nào là mình quay ngày bao nhiêu là mình nói trên cái trong video này luôn để cho mọi người xem. Đây là cái ngày 28 Tết,
cái hoa của họ búp búp, còn hoa mình là nở, mình là lợi thế là nở hơn một tí xíu, cho nên là mình cũng chạy hơn họ một chút, thì cũng bán được ít chứ không được nhiều, 100 mấy chục chậu mà bán khoảng có 10 mấy chậu thôi. Còn cái đám này là họ lấy về là chi phí của họ là hết 250 rồi, lên tới chợ hoa đó mọi người. Làm sao mà bán được cứ 400, 450 là 350, thậm chí bây giờ hạ xuống 300 mà cũng không có người mua. Cho nên là mình cũng cập nhật cái mặt hoa mình như thế nào để cho mọi người xem mà quan tâm mình là trong một vụ hoa mình làm nói chung là lao lao động vất vả đi, là mình thu lại kết quả như thế nào. Thì đây là mình quay cái đoạn này là ngày 28. Thì nói chung là hoa cúc đó là mình bán hết, chỉ còn lại một chậu thôi, rồi mình kèm theo cái hoa kia thì mình trở về luôn. Nói chung tổng thể vườn của mình là 2.000 mấy chậu á, cả lớn cả nhỏ, thì mình bán thì mình còn lại nha mọi người, bán còn lại 1/2 đó, mình chờ gì à, tại lúc đó là họ mua rất là thấp ấy. Nghĩ sao mà 3 chậu hoa mà tính chậu bao nhiêu như chậu Vạn Thọ đây mà có 10.000, thì thôi mình kêu thôi đỡ đem về luôn, thì chậu thì những chậu nào thì đỡ sang năm mình còn làm được thì mình làm, nhưng mình bán thấp vậy thì năm tới là rất là khó bán, rồi bán đổ bán tháo là không được, có nghĩa là mình đã thu hồi vốn và mình đã có lợi nhuận trong này rồi, nên mình về sớm mà về tới nhà thì nó cũng đã đem hoa về thì tắm rửa ăn cơm xong là giao thừa luôn. Chưa có bao giờ mà nó cực như là cái năm nay luôn. Nói chung mình nhà là thu lại kết quả mình đáng trót lọt, nói chung là còn lại 1/2 thì mình còn mình đem về thì nói chung là vẫn ổn hơn là những người đi buôn. Đi buôn thì họ lấy mức cao rồi, chi phí lên tới chậu hoa này họ nên trên 50 triệu 200 chậu, mà hiện tại họ bán chỉ có cao lắm là cỡ 30 chậu trở lại, thì làm sao mà thu hồi vốn được. Thì lúc mình về nhà 11 giờ đêm đó, thì nghe điện về là họ đã đập hết hết hoa rồi. Còn lại cái mặt hoa của mình là mình cập nhật cho mọi người xem là lúc 4 giờ chiều ngày 30 Tết nha, thì mình đã ra hết rồi đó, còn lại khoảng 50 chậu là lúc 4 giờ. Thì mình cũng quay cái đoạn nào thì mình nói là thời điểm giờ đó để mọi người biết là mình bán như thế nào. Thì nhiều người cũng quan tâm là vô Zalo mình hỏi là bán được hay không, thì mình cũng có trả lời là mình còn nói chung là mình bán hết, nhưng mà còn một số mình đưa về thôi, còn riêng cúc là mình bán hết chứ còn lại cái nố bên kia thì mình không nói. Đây còn một chậu nữa thôi, cái thời điểm này thì nó còn lại 30 mấy chậu. Thì các anh chị gần xa thì cũng có ủng hộ mình, người 2 chậu, 1 chậu, 3 chậu, rồi cháu mình lên là ủng hộ là 10 mấy chậu đó. Thì nguyên cái dãy đó mình ship qua một bên là đã bán hết rồi, là chờ chở thôi nha, mình còn lại 12 chậu. 12 chậu thì mình bán cũng hết, rút cuộc còn lại cuối cuối giờ là lúc đó 9 giờ mấy, chín tầm cỡ 9:30 ha, 9:30 là còn 1 chậu là mình trở về thôi, thấp quá. Còn riêng cái bãi mình quay sát bên đó là họ đập hết luôn, nói thiệt đau xót, chưa có năm nào như năm nay. Bây giờ là 8:30 này mọi người, có xếp lại còn lại bao nhiêu ra mình bán. Thì qua cái vụ hoa này thì nó cũng cho mình nhiều cái bài học lắm, tại vì nếu sang năm mình không xỉ mình lên chợ hoa thì mình sẽ đỡ đồng giá luôn, là giá từ đầu tới cuối là bán giá như thế nào mình sẽ không đưa lên cao sau tuột xuống, nó sẽ thành một cái thói quen đó. Thay vì cái chậu đây là mình bán 500 thì mình đợi 500 từ đầu tới cuối, nhưng mình không hô lên 700 rồi họ trả xuống, ví dụ là như vậy. 2 năm vừa rồi thì mình bán kiểu vậy, năm nay mình cũng đua theo cái kia, cho nên là nhiều lúc nó cũng hơi khó khăn một chút xíu. Thì thôi thì giờ video cũng hết rồi, mình cũng cuối video mình cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm cho mình, hẹn mọi người những video về sau là kết thúc cái mùa hoa năm 2023 22.
giờ chuyển sang năm 2023 rồi, hẹn mọi người mùa hoa sắp tới nha. Chào tạm biệt tất cả mọi người.